tốc độ mạng nhà tôi khi xem phim. Sao mày dám cướp chồng tao? À, sao vậy? Chừng nào mà nó chưa chịu nâng cấp lên gói học viên VIP thì tốc độ mạng của nhà nó luôn luôn là trẻ một chút. Lon lại qua tiếp mới được. Để xem mày kiên trì được bao lâu. Thêm hiệu ứng chập chân cho tao. Đập nó. Sao mày dám cướp chồng tao? Nè nè, quên đi quên đi. Không coi nữa. Không kiên trì. Không được, phải đổi gói cước mạng mới được. Alo, em muốn đổi gói cước. Anh tới lắp mạng em ơi. Nhanh dữ vậy. Lắp xong rồi đó em. Xong rồi anh. Cảm ơn anh nha. Xem phim tiếp thôi. Tao nghiện mày lâu lắm rồi. Hết tập 1.